Hi, Út xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Út Top 10 và Cuộc Sống Online nha cả nhà. Thì hôm nay Út cũng thành thật xin lỗi cả nhà là Út đang bị cảm là cả nhà, thành ra cái giọng nói nó không được trong và rõ ràng. Cũng Út cũng mong cả nhà mình thông cảm cho Út nha. Thì hôm nay Út sẽ mời cả nhà cùng theo chân Út đi tham quan một ngôi chùa Ấn Độ nha cả nhà. Thì mình sẽ vào trong hang động, và cái hang động này tên là Ba Tu, hang động Ba Tu nha cả nhà. Thật ra thì tại vì sao mà người ta gọi là Ba Tu là tại vì cái ngọn núi này nó đang nằm trên cái con đường gọi là Ba Tu Che Vát, cho nên người ta sẽ gọi nó là hang động Ba Tu. Chứ thật ra thì hang động này tên là Hy Hung Tung nha cả nhà, chứ không phải là động Ba Tu. Nhưng mà người dân ở đây người ta đã gọi quen rồi đó cả nhà. Thì trên gần tới ngôi chùa của động Ba Tu thì cả nhà mình thấy là những người Ấn Độ người ta đang dòng hoa đó cả nhà. Người ta đang dòng hoa để mình mua mình lại cúng cúng Phật đó cả nhà. Thì cả nhà nhìn hoa rất là đẹp luôn. Và những người Ấn Độ đi người ta đang hoa rất là khéo nha cả nhà, nhìn rất là đẹp. Còn đây là trước cổng chùa nha cả nhà. Trước cổng chùa cũng rất là lớn luôn. Cả nhà nhìn là kiến trúc của người Ấn Độ luôn nha cả nhà. Đây là chùa của người Ấn Độ, thành ra toàn bộ là của người Ấn Độ luôn cả nhà ơi. Bây giờ thì Út mời cả nhà mình cùng vào trong chùa tham quan nha. Ngôi chùa này nằm trên ngọn núi nha cả nhà, nằm trong hang động. Và nơi đây có khoảng 300 mấy bậc thang cả nhà ơi. Nhưng mà Út quá, Út không có lên được cả nhà, vì Út rất là sợ độ cao. Thành ra Út mới vừa lội lên khoảng chừng 10 bậc, 13 bậc á, thì Út cảm thấy chóng mặt. Mà nhìn xuống thì Út cảm thấy rất là sợ cả nhà, bởi vì Út rất là sợ độ cao luôn á. Thành ra Út không có lên tới trong chùa được, Út chỉ quay cảnh vật bên ngoài và cho cả nhà mình ngắm và xem chùa Ấn Độ kiến trúc như thế nào đó cả nhà. Cả nhà nhìn phong cảnh rất là đẹp phải không nè. Và có một tượng Phật của người Ấn Độ rất là lớn luôn đó cả nhà. Thì chùa của người Ấn Độ kiến trúc rất là công phu nha cả nhà, rất là đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên Út đến với hang động Hy Phung Tung đó cả nhà. Có rất là nhiều chim bồ câu ở trước cổng như thế này đó cả nhà. Chim bồ câu rất là dễ thương. Út cũng lần đầu nhìn thấy nhiều chim bồ câu như vậy luôn á. Thì đa phần là cả nhà đều nhìn thấy là tất cả là người Ấn Độ đó cả nhà. Tượng Phật nhìn rất là đẹp phải không cả nhà, nhìn rất là điêu luyện. Những kiến trúc của ngôi chùa cũng rất là đẹp cả nhà ơi. Ah.
tháp với bỏ cái gì cho ít cái phong hoa sầu mà cả nhà, thì rất là cao cả nhà ơi, khoảng 300 mấy tầng lận, 300 mấy bậc thang thì mình phải lội lên trong đó. Thì ngôi chùa được xây cất ở trong hang động đó cả nhà. Nhưng mà Út sợ độ cao quá, lúc chiều mới có lên khoảng mười mấy bậc là Út chóng mặt rồi cả nhà. Út rất là sợ độ cao, thành ra không có lên được đó cả nhà. Tượng Phật nhìn rất là đẹp phải không cả nhà? Tượng Phật rất là lớn luôn cả nhà ơi. Đây cũng là lần đầu tiên Út đến với hang động Hy Phung Tung cả nhà ơi. Nhìn rất là đẹp. Út đến thì khoảng lúc chiều rồi. Phong cảnh rất là mát mẻ cả nhà. Xung quanh thì tất cả là người Ấn Độ và những ngôi chùa của người Ấn Độ luôn nha. Tượng Phật thì hiên ngang đứng đứng giữa ngọn núi như thế này nhìn rất là đẹp cả nhà ơi. Tiếc một cái là Út không lên được tới hang động thôi. Út cũng hy vọng là sẽ lần sau Út sẽ quay tiếp tập 2, Út sẽ lên tới hang động và quay cảnh ở trong chùa cho cả nhà mình cùng xem. Út nghĩ là Út sẽ làm được, Út sẽ quay những video lần sau hay hơn cho cả nhà mình cùng xem nhé. Cả nhà xem video nếu thích, xin cho Út xin một like, một chia sẻ và một đăng ký nha cả nhà, để cho Út thêm phần nỗ lực hơn. Sau này Út sẽ cố gắng hơn, quay những video hay hơn cho cả nhà mình cùng xem nhé. Thank you.
Thank you.
Út cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà video lần sau. Bye bye.